Vâng, em xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thì trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bác mua sản phẩm bên em, sử dụng một thời gian thì nó bị hỏng cái dây niu chích. Có thể là do quá trình mình sử dụng thì cái đầu niu chích nó bị hỏng. Thì lại không biết mua ở đâu và cũng không biết là cách đấu như thế nào. Thì có gọi đến bên em là nhờ tư vấn hướng dẫn cách đấu. Đấy thì là hôm nay thì em cũng tiện thể làm một cái video để giới thiệu chia sẻ với tất cả các bác. Những ai biết rồi thì thôi, những ai chưa biết thì chúng em sẽ chia sẻ. Và cũng nhờ các bác là nếu như video chúng em có hữu ích thì mong các bác chia sẻ cái video này tới tất cả những cái bác nào yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc, để chúng ta là cùng có thể là tự xử lý được, không cần phải mang ra quán sửa chữa, để chúng ta tránh cái trường hợp là mất thêm chi phí phát sinh. Đó. Thì là bây giờ chúng ta, trước khi chúng ta muốn làm thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị. Thứ nhất, đó chính là cái đầu niu chích. Vâng. Đây chính là cái đầu niu chích nha các bác nhé. Đó. Thì đây em bóc ra. Các bác cùng xem đây. Đây chính là nó có gồm 3 thứ. Đầu tiên là cái đầu này. Đó, đây chính là đầu niu chích. Thứ hai là cái để cho chúng ta bó cái dây nó chặt hơn. Đây chính là 3 thứ này. Đó, đút vào đây để cho chúng ta dây nó sẽ bó vào dây chặt hơn. Đây chính là đầu. Và thứ hai nữa chính là dây noa các bác nhé. Chúng ta phải có dây noa và đầu niu chích thì bắt đầu chúng ta sẽ đấu. Thì nếu các bác chuẩn bị xong rồi thì chúng ta tiến hành thôi. Và phụ kiện kèm theo thì yêu cầu các bác là phải có một cái tô vít. Tô vít nhỏ này thôi, càng nhỏ càng tốt, để cho chúng ta khi mà chúng ta đấu nó sẽ dễ hơn. Bởi vì sao, là cái con ốc này, con ốc này nó rất là nhỏ, rất nhỏ luôn. Thế nên là khi chúng ta đấu thì cần phải cái tô vít nhỏ này. Đó, các bác đã chuẩn bị xong chưa ạ? Xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đấu. Vâng, đây thì là em đã bóc sẵn một đoạn dây điện này rồi. Thì là các bác cũng lưu ý là đấu bóc dây điện giống em nhé. Có thể là đây nó hơi dài và khả năng là em sẽ phải cắt bớt đi. Đó. Đó. Đây, em đang cắt bớt đi này. Các bác nhìn để ý này. Đó. Đó, chúng ta chỉ cần như ngắn như thế này thôi, không cần dài quá đâu. Nếu mà để dài quá khi chúng ta đấu thì nó sẽ bị thừa dây ra ngoài và dễ gây chập. Đó. Vâng, thì bây giờ em sẽ đấu. Đầu tiên này sẽ lấy cho các bác nên nhớ nhá. Rất nhiều bác hay quên là chúng ta đấu trực tiếp thẳng cái này vào trước. Đó, đấu thẳng trực tiếp vào. Sau đó chúng ta mới nhớ ra là quên là chưa cho mấy cái này vào. Chưa cho mấy cái này vào dây trước thì sẽ bị lại phải tháo ra đấu lại. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chi tiết hơn này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái này vào trước. Để em cho vào, em đấu vào để cho các bác theo dõi. Rồi, đầu tiên em sẽ cho vào. Đúng rồi. Tiếp theo sẽ làm một cái này. Đó. Khi chúng ta sẽ cho vào rồi thì bắt đầu chúng ta tiến hành đấu. Vâng, các bác có để ý là bên sau cái góc, bây giờ em tháo một con ốc này ra để cho các bác nhìn cái này dễ hơn. Đó. Đó, tháo hẳn con ốc này ra nha các bác nhá. Đây là một con ốc và một cái nữa. Chính là cái sợi đồng này, à cái ghim này. Cái ghim này ghim dây loa. Đây các bác nhìn ở bên trong này. Bên trong em tháo ra và bên sườn, các bác nhìn bên sườn nó có cái lỗ ghim dây loa này. Đó. Thì nhưng mà thật ra là cái này là bọn em nhập từ cái đầu niu chích, nhập bọn em nhập từ Trung Quốc, thì không biết là bên Trung Quốc người ta đấu như thế nào, nhưng về tới tay bọn em sẽ tháo ra và em bỏ cái này đi. Bỏ cái ghim dây loa này đi. Bọn em sẽ bỏ cái ghim dây loa đi. Bởi vì sao em bỏ đi? Thứ nhất là chúng ta cho cái đầu dây loa này vào, nhét vào trong sẽ khó hơn nếu còn cái ghim này. Thứ hai, em đã thử rất nhiều rồi. Này em bỏ cái ghim này đi. Em bỏ cái ghim này đi. Em cho trực tiếp cái dây loa này vào, nó sẽ chắc hơn.
nó sẽ chắc hơn rất là nhiều. Ví dụ như là em lát nữa em đấu ấy, đấu xong rồi các bác giật nó còn không ra, nhưng nếu có cái ghim này chỉ cần giật nhẹ nó đã giật bung ra rồi đó. Thế nên là em bỏ đi, không dùng nữa. Còn không biết là như thế nào, nhưng mà bên em là sẽ bỏ đi đó. Thì bây giờ các bác nhìn, đầu tiên các bác nhìn là cái này trước, ở đây nó sẽ ghi bên sườn này, nó sẽ ghi là 1+, và bên này sẽ là 2+. Các bác nhớ là ốc, các hai con ốc các bác tháo ra là phải là cùng chiều nhé. Đó, đây là 1+1-, đây là 1+, bên này là 1-, và quay ngược lại thì đây nó sẽ là 2+, bên dưới này nó là 2-. Thì khi chúng ta đấu thì đấu là 1+1-, đó. 1+ là chúng ta sẽ đấu dây đỏ vào, 1+ chúng ta sẽ đấu dây đỏ, 1-, chúng ta sẽ đấu dây trắng, và trắng hoặc đen hoặc xanh gì đó. Thì nguyên tắc là 1+ luôn là dương đó. Thì bây giờ em sẽ đấu vào. Em sẽ tháo cái dây ra, à tháo cái ghim dây ra đó, bỏ nó đi, không dùng đến nó nữa. Chính là dương chúng ta đấu vào 1+, và chúng ta sẽ cho ốc vào. Nó cái này đấu thì cực kỳ dễ, nhưng mà lại dễ với những người biết, còn những bác không biết thì là không thể nào mà đấu được đó. Dây trắng này chúng ta sẽ đấu vào là 1-, như các bác nhé. Rồi, em giật thử xem, em giật thử cho các bác để xem. Đó, thấy không ạ? Rất là chắc chắn khi chúng ta bỏ cái dây ghim đi. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái đầu cuối này và vặn nó vào. Rất đơn giản thôi phải không ạ? Chỉ cần 2 phút là chúng ta có thể đấu xong một cái này rồi. Đó. Thì đây chúng ta đã đấu xong. Và chúng ta em cái đầu này em đã đấu trước rồi. Còn thế là chúng ta lại có 2 đầu như này. Rất là dễ sử dụng, dễ làm thôi. Dễ cực kỳ luôn. Đó, chúng ta bây giờ chúng ta chỉ việc cắm vào đẩy công suất hoặc cắm vào loa thôi. Đó, em đã giới thiệu với các bác xong cách đấu. Đấu dây níu trích. Đó. Thì là mọi chi tiết liên hệ các bác có thể liên hệ tới số điện thoại 0978503822 để được hướng dẫn. Và bên em đang có rất là nhiều đầu níu trích này, bác nào quan tâm có thể đặt hàng hoặc là bình luận bên, để lại bình luận bên dưới hoặc số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và đừng quên đăng ký kênh vẫn để được theo dõi những video tiếp theo. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác luôn luôn vui vẻ,